Rồi, xin chào anh em. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh em một con máy đỉnh cao của AK, đời cao cấp nhất của AK anh em nghe. Đó là con AK GX 400D 2 thớt. Một con này ở trên thị trường Việt Nam mình rất ít anh em nghe. Một con máy nhìn rất là hầm hố và rất là đẹp. Rồi, hôm nay em xin quay độ đẹp của con máy này anh em nghe. Để cho anh em tự nhận thấy và tự biết được con máy này đẹp như thế nào và gấu như thế nào. Rồi, em xin quay cận cảnh cho anh em xem. Đây, em sẽ quay mặt trước trước, mặt trên anh em nghe. Còn rất là đẹp anh em, rất là đẹp, rất là mới luôn. Không một lông mèo lông chuột gì anh em nghe. Mặt nhôm phay cực đẹp. Từng cái nút. Đấy, em quay chậm chậm cho anh em xem. Cực đẹp anh em nghe, rất đẹp, những cái nút của nó còn rất là sáng. Đây là đầu từ anh em, đầu từ còn rất là mới anh em nghe, rất là mới. Rồi, em xin quay thất dưới cho anh em xem. Đó, thất dưới của nó còn rất là len ken xà beng, dàn nút của nó còn rất là đẹp anh em, đèn vu rất là to. Bên hông của nó nhìn rất đẹp anh em. Đây là quay cầm kéo ra thôi anh em. Đây, quay cầm. Ở dưới này cũng vậy anh em, cũng kéo ra vậy thôi. Con này còn rất là mới, len ken xe ben luôn. Đây, em quay bên hướng này cho anh em xem. Quá tuyệt vời. Đây là nắp. Đây là nắp dưới anh em nha. Còn đây là nắp trên. Còn rất là mới anh em. Sẽ quay trên cho anh em xem. Ở phía sau con máy này nhìn cũng rất là gấu anh em nha. Rất là đẹp. Rất là hầm hố luôn. Những dây nguồn zin anh em nha. Đây là dây nguồn zin hết. Đây, dây nguồn zin. Em sẽ quay sát xuống. Tại chỗ nó hơi chặt chút xíu này. Dây nguồn zin hết anh em nghe, zin toàn bộ. Đó là em đang quay về cái độ đẹp của con máy, rất là mới anh em nghe, rất là đẹp. Rồi, để em lắp xương vào rồi cắm nguồn vào như thế nào rồi anh em cùng thưởng thức nha. Rồi, anh em chờ trong giây lát. Rồi, em đã lắp xương và lắp nguồn vào hết rồi. Rồi, xin mời anh em cùng thưởng thức anh em nghe một bài hát của cô Mạc Thủy như thế nào. Cô nàng ngây thơ.
khóc đôi oan trên đường lên phiên phương. Người ơi, tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hãy yêu đàn, yêu tôi hãy yêu đàn. Anh em vừa nghe một bài hát được mang tên Cái đàn bỏ quên của Phạm Duy do ca sĩ Mạc Thủy trình bày. Tiếng nghe rất là hay anh em nghe. Đây là một con Akai 2 thớt 400D của dòng Akai đỉnh cao của đỉnh cao. Trên cả Akai Ro 1000 anh em nghe. Con này nhìn rất là đẳng cấp và rất là đẹp. Đồ đẹp của nó em đã quay cho anh em xem rồi. Và anh em chắc là những người mà đã chơi tới đẳng cấp của dòng cao cấp của Akai này, đỉnh của Akai này thì anh em cũng đã biết rồi, nên em không cần nói gì về nhiều về cái máy này, chỉ cần quay đồ đẹp và tiếng nhạc trung thực của một con máy đẳng cấp trên cả đẳng cấp. Con này có giá là 215 triệu. Nếu anh em có nhu cầu thì xin hãy liên hệ với số điện thoại nằm bên trái màn hình. Một con máy cực đẹp anh em nghe, một con máy cực đẹp. Đây em xin quay sơ lại một lần nữa cho anh em cùng chiêm ngưỡng một con máy đẳng cấp của dòng Akai. Đây, thất dưới anh em. Em quay sát vào cho anh em xem. Cực đẹp anh em nghe. Những dàn nút của nó tuyệt vời. Con này chạy được 2 trắc, 4 trắc. Tốc độ 15 luôn anh em nghe. Tốc độ 15. Em về hai con. Con này về trước. Còn con kia chắc khoảng tuần sau mới về tới. Hai con y chang như nhau. Đồ đẹp giống nhau. Rồi, nếu anh em có nhu cầu thì xin hãy liên hệ tới số điện thoại nằm bên trái màn hình. Con này hoạt động hoàn hảo anh em nghe. Hoạt động hoàn hảo. Rồi, em xin test tua một cái cho anh em xem nè. Tua rất là êm anh em nghe. Tua rất là êm. Rất là êm luôn. Rồi, nhìn tua chiều xuôi ngược lại. Rất là êm luôn anh em nghe. Rất là êm. Tua rất là mạnh và êm. Rồi, nếu anh em có nhu cầu thì xin hãy liên hệ tới số điện thoại nằm bên trái màn hình. Rồi, xin chào tạm biệt.
Chào tạm biệt các anh em.